Anh cảnh sát này có cách tra khảo tù nhân rất đặc biệt. Đầu tiên anh lấy ra một điếu xì gà lớn châm lửa rít vài hơi cho bén, sau đó ấn điếu xì gà đang cháy vào bắp tay để dập tắt nó. Tiếp theo anh lấy ra một con dao biểu diễn trò chơi mạo hiểm đâm mũi dao qua các kẽ ngón tay. Mọi người ngồi xung quanh chứng kiến đều lo lắng. Tên tội phạm khuyên cảnh sát hãy dừng lại để tránh tự làm tổn thương mình. Thấy vậy anh ta lại càng tăng tốc rồi đâm một nhát dứt khoát xuống bàn. Cuối cùng lưỡi dao cắm vào tay người đồng nghiệp. Nonato là cảnh sát tại một thị trấn nhỏ. Vì gây ra một vụ nổ lớn trong quá trình truy bắt tội phạm nên anh phải nhận hình phạt chăm sóc con dê Celestino là linh vật của thị trấn. Nonato chăm sóc nó rất cẩn thận, nhưng trong lúc anh đi vệ sinh Celestino đã bỏ chạy. Tài xế xe tải tìm thấy con dê đang ăn vụng đường mía trong xe và Nonato muốn bồi thường cho anh ta. Nhưng tài xế xe tải lại từ chối và nói không cần bồi thường. Nonato nghi ngờ muốn kiểm tra giấy phép của lô hàng trên xe thì tài xế bất ngờ rút súng đe dọa anh nằm xuống đất. Tên tài xế nhân cơ hội đóng cửa xe nhốt Celestino lại và rời khỏi đó. May mắn thay Nonato nhớ lại biển số xe tải và quyết định lên thành phố để tìm lại con dê. Anh đến khu quản lý xe tải trong thành phố và bị một cảnh sát khác nghi ngờ là kẻ trộm. Sau một hồi đấu đá họ mới biết cả hai là đồng nghiệp của nhau. Người đàn ông tóc xoăn tên là Chindet từng làm việc trong đội đặc nhiệm soát nhưng không may bắn chết đồng đội nên bị chuyển về đây. Chindet nghĩ Celestino là tên con gái của Nonato nên sẵn sàng giúp đỡ. Theo manh mối cả hai tìm đến một quán karaoke. Trong lúc đi vệ sinh Chindet tình cờ nghe được tài xế xe tải buôn ma túy bằng cách trộm vào đường mía. Celestino đã ăn phải đường mía có chứa ma túy vì vậy tên tài xế muốn rạch bụng nó để lấy lại hàng. Chindet quay lại báo tin cho Nonato thì thấy anh ta đang đứng nói chuyện với tên trùm buôn ma túy. Đúng lúc đó tài xế dắt con dê bước tới khiến Nonato vô cùng mừng rỡ. Tài xế xe tải rút súng ra nhưng Nonato nhanh nhẹn lấy cái khăn trùm lại. Anh đá ngã hắn rồi ném khẩu súng vào bể cá. Sau đó anh dùng một chiếc khăn ướt vắt cạn nước làm vũ khí. Sau vài chiêu đấm đá Nonato đã hạ gục mấy tên côn đồ. Tên trùm buôn ma túy phải tự đánh tay đôi với Nonato. Hai người có vẻ ngang tài ngang sức. Cuối cùng tên trùm buôn ma túy tung một cú đá bất ngờ khiến Nonato lùi lại phía sau rồi lập tức bỏ chạy. Hai cảnh sát cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo. Nonato rút súng ra chuẩn bị bắn nhưng đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Chindet phanh gấp khiến Nonato ngã văng xuống đường. Anh lập tức lấy một chiếc xe đạp tiếp tục đuổi. Sau một hồi truy đuổi cuối cùng anh cũng bắt được tài xế xe tải nhưng tên trùm ma túy lại may mắn trốn thoát. Trở lại đồn cảnh sát, Nonato biết được vụ việc này có liên quan đến tên tội phạm nguy hiểm nhất Brazil. Cả hai tra khảo tên tài xế và hắn khai rằng tên trùm có biệt danh găng tay trắng là một chính khách. Nonato suy đoán hắn có thể là nghị sĩ liên bang Brito vì chiếc xe tải thuộc chiến dịch quảng bá của ông ta. Trùng hợp hơn là Brito đang tới thị trấn của Nonato. Cả hai tới gặp nữ đại úy Chris Ila yêu cầu hợp tác nhưng cô ta không chấp nhận. Vì vậy Chindet và Nonat phải tự điều tra. Họ thuê một chiếc xe hết tận $573 để theo dõi Brito suốt nửa ngày nhưng không thấy gì khả nghi. Khi đến một nhà hàng ăn tối thì hai người phát hiện Brito trao đổi vali với khách hàng. Họ nghĩ rằng đó là một giao dịch hàng trắng, lập tức lao tới bắt ông ta. Không ngờ trong vali là tiền và thuốc dùng để quyên góp cho bệnh viện. Sau vụ việc đó cả hai bị đại úy Chris Ila khiển trách nặng nề. Hóa ra cô ấy đã cho người bí mật theo dõi Brito từ lâu nhưng nhờ hai tên ngốc này mà ông ta đã cảnh giác hơn. Chris Ila tức giận đình chỉ công việc của họ. Nonato chuẩn bị đồ đạc cùng Celestino quay về thị trấn nhưng chưa được bao lâu anh ta đã quay trở lại. Hóa ra tên trùm buôn ma túy chính là đàn em của Brito đã tìm tới đây. Bọn chúng trói Chindet và Nonato lại rồi đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Sau khi chúng rời đi, Nonato nảy ra một ý tưởng nhờ Celestino gỡ bom. Chỉ cần anh ta nhắm mắt có thể kết nối linh hồn với nói chuyện với con dê. Celestino nhìn quả bom và hỏi phải cắt dê nào. Nonato nói là dê màu đỏ nhưng con dê lại nghĩ là màu xanh và cắn đứt nó. Cả hai sợ hãi quả bom sắp nổ nhưng cuối cùng đồng hồ đếm ngược đã dừng lại. Hai người cởi trói dắt theo Celestino thoát ra ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong thị trấn, Nonato biết được địa điểm giao dịch ma túy của Brito. Bởi vì nó rất xa thành phố nên cả hai quyết định thuê chiếc Uber Black lần trước. Nhưng vì cước phí quá cao nên họ phải chấp nhận ghép thêm khách hàng khác. Cuối cùng cũng đến trước điểm giao dịch, Celestino sẽ giúp họ tìm ra chỗ ma túy đang được cất giấu. Cả hai nấp sau những thùng hàng để chụp lại bằng chứng giao dịch. Tuy nhiên Nonato đã quên không tắt đèn flash nên họ đã bị phát hiện. May mắn thay đại úy Chris Ila đã dẫn đội đặc nhiệm tới giải cứu. Tên trùm buôn ma túy hộ tống Brito bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng Nonato và Chindet đã kịp ngăn chặn. Nonato nhặt được một cây gậy định tấn công thì bị cướp mất. Nhìn đối thủ biểu diễn trước mặt, Nonato cũng nhanh chóng tìm được hai cây gậy phát sáng múa vài đường. Sau đó cả hai lao vào đấu tay đôi, cuối cùng Nonato tung cú đá giải quyết được đối thủ. Anh nhanh chóng đuổi theo Chindet nhưng đúng lúc đó Brito rút súng bắn. Chindet quyết định xả thân đỡ đạn cho Nonato, tuy nhiên Celestino đã kịp thời lao lên trước. Vì nó được trang bị một lớp áo chống đạn nên may mắn không làm sao. Brito nhân cơ hội lên trực thăng và bỏ trốn. Nhưng chưa đi được bao xa chiếc trực thăng đã bốc khói và rơi tự do. Sau nhiệm vụ lần này, Nonato và Chindet đều được khôi phục lại vị trí cảnh sát ban đầu. Còn Celestino với khứu giác nhạy bén được mệnh danh là cảnh sát giỏi nhất. Bộ phim kết thúc tại đây. Đừng quên like video và follow chúng tôi nha.